Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế sinh tố dưa hấu, gồm có là dưa hấu, sữa tươi, sữa đặc, nước đường. Rồi mình sẽ cho 70g đến 100g dưa hấu. Các bạn nhớ dưa hấu gọt lấy hộp bỏ. Rồi mình sẽ cho dưa hấu trực tiếp vào máy xay. Sau đó mình sẽ cho 20ml nước đường, 20ml sữa đặc, 60ml sữa tươi. Một muỗng rát bu. Rồi, sau đó mình sẽ cho một cục đá. Rồi, mình sẽ đổi ra ly. Mình cho một cái ống hút. Rồi, một cây khuấy. Đây là sản phẩm của mình. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.